cô nương à, đứng đây muốn câu cá hay câu cua gì? Tôi muốn chết. Ừ. Cảm ơn ông đã cứu tôi, vì đã cho tôi tới đây ở. Tôi thì không biết phải làm sao đền đáp ông. Ừ, ê, đừng bao giờ nói như vậy. Không lẽ cô lại hiến thân đền đáp hay sao? Nếu mà tiền như vậy tôi không có ngại đâu à. À, nói chơi thôi. Ê, nói chơi thôi không có sao đâu. Lúc mà cô cười lên thấy ngọt ngào. Mà chỉ cần cô không chê bai là được rồi. Tôi không muốn liên lụy tới ông. Thiên điều. Ông không cần phải ăn ngủ tôi. Tôi biết là các người nếu như động lòng phàm, vì duy nhất là hơi